Mày ở kỳ năm này. Chung Phi Phai sống dài là Phi Phai. Không, Phi Phai sống dài thành bị giá. Cái Minecraft ngày xưa này đúng không? Không. Để vào chưa? Anh vào rồi. Em phải phải xong cái này nhé. Em sẽ chơi của mod cơ. Và em cũng muốn mua nhân vật lắm em, nhưng mà em anh sẽ ăn vào tự chiến quân á. Mình chơi thử săn quỷ đoàn đi. Thế thì anh sẽ mời đợi em tí. Thế có khi lúc đang chơi tự nhiên đó em phải đợi đây rồi xong rồi. Sao nó không có em đã vào đâu? Anh đốt gì á? Cứ anh tắm, anh đốt của nó uống để nó ấm họng. Có, con đang uống. Đi giờ, cốc quỷ đi giờ. Thì lớp con cả chưa xong. Mua bác quái lại gần đấy rồi. Mua bác chưa? Lớp lên lên. Bác phải đợi nó xong. Thì phải xong thì là những người chưa vào ý. Thì là đó là em. Cổ là nó hiện ra. Cổ là nó xoay. Cổ là hiện ra xong rồi em. Thế rồi em chơi tự chiến xếp hạng chưa? Ừ, tôi sẽ đi. Bố biết chưa? Bố đi. Tắt tẩy nhá, bắt đầu bất ổn. Tắt sâu đều về. Tắt đi. It's so low in the sea. Thế nào anh nhìn quả chanh này. Người ta làm ra này. Đấy. Có thể là có mà. Ừ. Bản cập nhật của nó mới à? Ôi, sắp xong rồi. Cái đấy có nhiều. Có cũng có một cái như này, có ba lô và y hệt gì này. Ừ, cái đó đi. Nhưng mà áo không đẳng cấp như ỉ. Gì? Áo không chất cho như ỉ. Chết nhau. Không, nằm luôn rồi. Sao? Nằm luôn rồi. Double kill. Still beat là gì? Still beat. Em vào thêm của mình. Nhưng mà anh phải xong cái trận này đã. Anh thôi anh thoát. Đừng thoát. Thoát anh đang sẽ bị mất điểm uy tín. Thì anh đang sẽ mất điểm uy tín. Dạ. 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 Hai bạn. Em đã thành con nhân vật này rồi. Hai bạn đứng thêm của mình dạng hơn cho. Không. Không. Thế nó xài con nhân vật này. Con nhân vật này là hồi máu. Ố, bầy chúa hề lại quay lại rồi nè. Nó hỏi đi qua nè. Bầy chúa hề lại quay lại. Quyền cũng không hỏi, nó bao quyền. Dạ. Anh nó vẫn quay quyền. 1v1 rồi. Quyền là 3 quyền. Mua hôm nay nó mới ở trên mạng. Cho một cái này nó lên. Ôi, rất giá nhất hả? Nó bảo cô giá nhất đây. Thế đi là 12 triệu rồi.
này 1 triệu, 23 triệu. Không đai. Chỉ có không một triệu. Ha ha ha, có cả cả có cả 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 đâu. Hỏi chưa tao? Hỏi chưa tao cái này tức là hỏi cái này ha. Từ bay thẳng từ Sài Gòn ra Hà Nội. Thấy cái đấy hơi dở. Thấy bộ này. Để bộ này bộ đấy được mà. Nên mình hỏi thế mà ngày 27, ngày 12 con tên này bảo thế như thế nào thì cái con tên này bảo em có một cái em có một cái gì rồi ơi tự chiến này mở ra ủa một tuần sau là tuần nữa Hà Nội ở Hà Nội lần về Hà Nội. Đây là 15 ngày. Để xem có Ronaldo. Who do you need to pray? Can't wait for everyone to see my explosive surprise. Tăng lượng ấy yếu quá chứ mẹ. Mai không ai ăn gì bảo thôi cho. Hả? Con này, sao con ăn nhiều cho mình để bảo bà mà mua cho mình con ăn đi. Con biết. Ngồi nhà ăn khóc thì. Ừ. Bà này. Nam, mai ăn gì? Không được. Chưa. Mai ăn cái gì để bảo. Mai ăn. Ăn gì? Chưa biết. Cá hấp nha. Cá hấp không? Hả? Cá Hà Nội 8 triệu hay là cái gì? Hà Nội neo 7 triệu 6 triệu 8 triệu. Ê, có 18 chú bạn bè. Đấy á. Thế mà sao cái con nha? Hà Nội neo á. Mai ăn phở. Và là 12 tháng 11. Ủa, thư con mấy trăm? Mấy triệu tỷ? Tháng 11 lúc đấy của mẹ đắp. Còn trước đấy toàn 7 triệu. Tháng 11 mẹ chọn ngày đắp cho mình. Tất cả có tháng 11 rồi đó. Đó là tháng cao điểm. Còn trước đấy toàn 7 triệu với 8 triệu. 7 triệu 6 với 8 triệu 4. Nhưng mà tháng 11 thì đến đúng cái đoạn của mẹ rồi đó. Còn trước đấy đầu tháng 11 cũng chỉ có mùng mấy tháng 2 ấy. Nào ơi, thẻ bảo hộ. Hộ. Hạ mình. Em sẽ mua. 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 Trao đổi. Còn tuần nữa. Chúng tôi đã ăn cá rồi. Em đã quay cái này 90 lần rồi nha. Là vì 90. Nào ơi, thì nhìn con số em quay này. Hà Nội xin 95 lần. Đang bần Hà Nội. Quay năm. 95 lần quay mà vẫn chưa chụp quay nhân vật này. Tóc này giống như thế này. Hai là bộ đoàn đấu chiến. Như thế nào? Hai là bộ đoàn sẽ ở Sài Gòn.
Thế hôm nay mùng 3 có ai nổi không? Mùng 3 có ai nổi đúng không? Rồi mùng 1 là ba thẳng. Đấy, mùng 1 ba thẳng lên là nó mới vào như thế này. Thế ngày mùng 3 nó ra nổi không? Ở lại ngày nữa thì là có đắt tiền không? Mai ra hỏi công ty. Đúng không? Chỗ thẳng được. Chúng ta phải thẳng luôn. Mùng 2 là nó vây vào Sài Gòn. Mùng 4 nó vây vào Sài Gòn. Em mùng 1, mùng 10 nó vây vào Sài Gòn. Mùng 1, mùng 3 nó vây vào Sài Gòn. Em vào nghỉ ở đường cho 2 đường. Lúc 10 mấy phút live stream. Nhưng mà cái con nghĩ là... Em có chưa chơi cái gì đâu rồi. Chưa gì? 27 đi là thắng đi để chơi về là 11 triệu rưỡi ở cái xương trong ngoài định ăn này. Ôm cái dương rồi đồ ăn sẽ xin thì không giá rẻ nhất không chạy luôn xin thấy hai người này đó là mẹ bán cố vật thắng đi không phải vé hai chặng kia là có thể là cậu vé hai chặng rồi đó thắng luôn tức là ở trên mạng là nó giá là giá thẳng luôn rồi cho ai còn đến cho ai còn đến vô ăn xong không hết rồi thứ sáu là thẳng đúng mấy thứ sáu là thẳng 3 16 1 3 16 là thẳng thắng rồi hả thắng thua luôn đúng rồi thứ 2 là bay như vậy là thế còn người thanh ngọc cũng không đi nhở đó cái việc của anh ấy vậy đi tiếp đi 1 3 1 thì gần chân quá 2 3 thì mọi người nhà cái gì 3 là ở lại một ngày nữa đi đâu ở về rồi nó thắng thì bảo là hôm đấy không đi tour mà chỉ đi dạ hôm sau đi bảo đúng không hôm mấy hôm hai cái món đó không có tour ở lại khách sạn mất tới khách sạn thì mẹ bảo bác gì đấy để hôm đấy đi chơi bác ấy mua sắm rồi hôm sau cô về thắng nó về rồi à, thêm một cái xe mai được mấy phút rồi đi các bạn về rồi.